Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Misi Vlog. Lâu lắm rồi tôi mới làm vlog với các bạn. Đợt vừa rồi có mấy cái clip ngắn ngắn kiểu lắp mô hình xong rồi là đi chơi với cả mấy anh em, nhưng mà ngắn quá nên là tôi không tính vào Misi Vlog được. Tôi thích là cái vlog của tôi cái nào nó cũng phải dài khoảng 30-40 phút cơ, xem cho nó sướng. Đấy. Hôm nay chắc các bạn cũng biết là vlog nó là về vấn đề gì rồi. Chuyển nhà. Đau đầu cả một tháng nay thì cuối cùng vợ chồng tôi cũng chuyển nhà xong rồi. Nhưng mà trước khi đến với những cái hình ảnh nhà mới thì các bạn cùng tôi xem lại một số hình ảnh của căn nhà cũ, với cả là một số hình ảnh anh em giúp tôi chuyển nhà, chuyển mô hình với setup phòng gym mới đã nhé. Cái nhà mà vợ chồng mình ở mấy năm nay thì ở Victoria Văn Phú, Hà Đông, chắc là nhiều bạn cũng biết rồi. Khu này thì nó cũng sạch với cả là nó yên tĩnh, mỗi tội là nó xa trung tâm quá, đi lại nó hơi mất thời gian. Mình kể stream cho các bạn rất là nhiều rồi về cái chuyện mà cứ mỗi ngày mình cảm giác như kiểu mình bị mất đi 2 tiếng so với người bình thường, chỉ mỗi cái chuyện là đi lại không, từ nhà mình đi vào trong trung tâm có việc này việc nọ xong lại đi về, cứ mỗi chiều đi mất khoảng tiếng. Đấy, khổ nó thế các bạn ạ. Đợt mình về ở cái nhà này là tháng 11 năm 2014, hai vợ chồng mình đăng ký kết hôn trước, sau đấy là mới về ở với nhau. Sau đấy là hơn 1 tháng thì mới tổ chức lễ cưới cơ. Ngày xưa thì thôi cứ đăng ký kết hôn trước xong hai vợ chồng cứ tính ở với nhau thôi. Căn chung cư này thì ở trên tầng 8, diện tích nó khoảng 97m2, có 2 phòng ngủ. Lúc mới chuyển về thì thấy nó rộng rãi lắm, bảo ui hai vợ chồng ở thì quái nó hết được cái nhà này. Xong rồi bây giờ hai vợ chồng xong rồi là hai đứa con, mẹ mình xuống ở nữa, thế là thôi cái nhà này tự nhiên lại nó lại thành hẹp vãi chưởng ra. Cái nhà này cũng coi như là cái nơi mà mình đã khởi nghiệp ấy. Ngày xưa khi mà mới về khoảng đầu năm 2015 ấy, cái bộ máy tính này của mình để ở cái góc này này, ở gần chỗ TV ấy. Hồi đấy chỉ chơi CSGO với cả làm clip CSGO thôi. Kênh YouTube của mình ngày xưa nó có tên là CSGO C4G, nếu như bạn nào theo dõi mình từ ngày xưa thì các bạn sẽ biết. Sau này thì mình quyết định là mình chuyển sang mình nhiều, làm nhiều nội dung, nhiều game khác hơn, nên là mình đổi tên. Đến lúc đấy chưa nghĩ ra cái tên gì cả nên là để tạm cái tên Misi Gaming. Cái chỗ mà mình ngồi stream cho các bạn xem hàng ngày ấy, thì ngày xưa nó là chỗ để bàn thờ. Nhưng mà có một hôm, mình không nhớ hôm đấy làm gì, nhưng mình đo đồ gỗ hay là đo cái gì ấy, thì có ông thầy, ông thợ, ông cũng biết xem hướng, xem tuổi các thứ. Ông sang bảo đi cả bố cái thằng ngu để cái bàn thờ ngay sát cửa nhà vệ sinh, ngay sát cái tường nhà vệ sinh. Mình nghe cũng thấy nó hợp lý vậy chứ. Thế là ông tiện, ông cũng xem hướng để cho mình luôn. Mình lên mạng check thì cũng thấy nó đúng, cũng thấy nên đổi. Thế là đầu năm 2017 là mình quyết định là đổi vị trí bàn thờ ra ngoài ở chỗ gần ban công ấy. Sau đấy là xếp lại cái máy với cả máy móc với cả thiết bị vào cái góc này. Lúc đấy thì cũng chỉ có một cái bàn với cả là treo mấy khẩu súng thôi. Thì lúc ấy của mình không nghĩ là mình sẽ làm một cái phòng ở đây đâu, chứ không có lồng kính như bây giờ cả. Mà công nhận là lúc ấy đổi xong thì làm ăn cũng thấy nó kiểu nó êm hơn. Khoảng tháng 4 năm 2017 thì mình quyết định là đầu tư cái phòng kính quanh chỗ mình làm việc. Vừa để cách âm cho đỡ ồn, vừa có không gian làm việc riêng luôn. Mình còn nhớ là đợt đấy hết đâu đấy khoảng 12 triệu rưỡi thì phải, tất cả lắp xong thì lúc ấy cũng hết sạch mẹ tiền luôn. Mới đầu còn không có tiền lắp điều hòa cơ, thì lúc đó mình dùng quạt với cả là mình dùng một cái thông gió bên trên. Cái thông gió thì không đến cam của các bạn giờ nên các bạn sẽ không thấy. Nhưng mà sau bí quá không chịu được, tại vì cái phòng thì đã bé rồi, sau đấy là cái bộ máy tính nó phả hơi nóng ra nữa, thế là ngồi toát hết cả mồ hôi ra không chịu được. Thế là sau mình phải đi vay thêm tiền lắp cái điều hòa. Trong cái phòng nhà thôi, nhưng mà mỗi chiều nó có 2m thôi các bạn, tức là tổng nó có 4m2 đấy các bạn. Lúc mà từ lúc có phòng làm việc riêng rồi thì mình cũng thấy thoải mái hơn. Bắt đầu coi stream nó làm cái nghề rồi, xong rồi là mình theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Mặc dù lúc đấy là thực sự các bạn là nó mông lung lắm, nó chả biết là sẽ đi đến đâu ấy. Hồi đấy kênh mình được khoảng đâu đấy khoảng 100.000 sub, cũng chuẩn bị được nốt bạc YouTube rồi, cho nên là lúc ấy mình cũng háo máu, cũng háo hức. Đến khoảng tháng 6 năm 2018 ấy, thì cái phòng của mình nhiều đồ quá nên là nó bị chật với cả là nó bí quá. Đợt đấy cũng có ít tiền rồi nên là mình quyết định là mình nới rộng cái phòng mình ra một tí để mình để ở cây máy tính. Thì hồi đấy mình nhớ là nới ra được đúng 40 phân, nâng cái tổng diện tích của phòng mình từ 4m2 lên 4,8m2. Từ ấy đến bây giờ thì cái diện tích phòng của mình nó vẫn như thế thôi. Nhưng mà đồ thì ngày càng nó nhiều hơn, đồ của các bạn tặng này, xong rồi là đồ mình mua linh tinh tinh này, xong rồi bắt đầu chuyển sang stream hai máy này, chứ không còn một đơn giản một máy như ngày xưa nữa.
từ góc stream mà các bạn nhìn thấy chiếu ra ngoài thì trông nó không bừa bộn thôi, nhưng mà đây các bạn nhìn những cái hình ảnh này chắc các bạn sẽ thấy cái nhà mình nói chung với cả cái phòng làm việc của mình nói riêng thì thôi trông nó toang vãi chưởng luôn các bạn. Mà nếu như mà ông nào mà để ý thì các ông sẽ thấy là trước mặt tôi có ba cái màn hình và ba cái bàn. Mỗi cái bàn nó lại một cái màu khác nhau. Thì cái này tôi nghĩ là chắc là sẽ có người thắc mắc, nhưng mà thực sự các bạn là ngày xưa khi mà tôi lắp cái phòng này và mua đồ thiết bị ở trong cái phòng này không có tiền các bạn ạ. Nên là thôi, cứ lúc nào tôi để dành được ít tiền là tôi lại làm một tí, tôi lại mua một tí, tôi lại sửa một tí. Đấy, thì có tiền tôi lại đóng một cái bàn ở bên cạnh, có tiền tôi lại đóng thêm một cái bàn bên cạnh nữa để đựng cái cây máy tính. Đấy, nó cứ lên quanh như thế. Nên là đồ nó chả ra đâu vào đâu cả. Nên là thôi, cũng xác định là cố ở cái nhà này một thời gian, sau đấy là biết đâu ấy cày được tiền thì mình sẽ đổi nhà khác hay là mình đổi phòng khác luôn, mình sẽ làm lại một cách tử tế sau. Chứ còn cái thời điểm đấy thì không có lựa chọn. Cái phòng stream này với mình nó bé nhưng mà nó rất nhiều kỷ niệm, với cả nó là nơi mà mình bắt đầu đặt cái nền móng để có Missy Gaming như ngày hôm nay. Nó cũng gắn bó với cả vợ chồng mình từ những cái ngày đầu tiên khi mà mới chuyển đến đây, rồi từ khi chưa cưới nhau cơ. Nó cũng là một phần tuổi thơ của thằng Tùng với thằng Cáo luôn. Nên là cái việc mà mình lưu lại vlog này cũng một là để cho các bạn xem hiểu hơn về cái phòng làm việc đã tạo nên cái thương hiệu Missy Gaming. Thứ hai nữa là mình cũng muốn lưu lại kỷ niệm để sau này mình chiếu cho thằng Tùng với thằng Cáo nó xem. Để sau này hai đứa nó lớn lên nó có kể về cái ngôi nhà ngày xưa mà chúng nó không tin ấy, mình đập thẳng cái vlog này vào mặt chúng nó. Hôm nay tôi nhập trạch nhà mới các bạn ạ. Các bạn đang xem cái vlog này là thời điểm mà tầm 10 giờ tối ngày 22 tháng 7 là cái hôm mà tôi nhập trạch xong rồi tôi off stream ấy. Thì hôm nay tiện thì nhập trạch thì tôi phải ngủ ở nhà mới. Phong thủy nó là như thế. Thì cái chỗ nhà mới tôi lại, nó lại ngay sát streaming house. Mà các ông biết đấy, mô hình thì tôi vứt hết ở trên phòng thằng Quang rồi. Đằng sau này có mấy cái mô hình mới chưa lắp nữa. Nên là thôi tiện hôm nay thì nhờ mấy thằng em chuyển giúp tôi mô hình từ phòng thằng Quang sang cái nhà mới luôn để tôi bày, với cả là lắp mấy con mô hình mới luôn nhá. Về lên phòng thằng Quang cái. Cái phòng làm việc của thằng Quang ấy là cái phòng ngủ của vợ chồng tôi ngày xưa. Thì từ khi tôi lấy cái nhà ngay gần đây rồi thì nó lấy lại cái phòng ngủ của vợ chồng tôi cùng tầng với nhau mà, để nó làm cái phòng làm việc. Bên nó có phòng làm việc. Ông làm đéo gì ở đây đây. Đây tầng 5 à? Vừa bấm tầng 3 mà. Kỳ diệu ấy luôn. Ông ỉa xong rồi đấy à? Buồn cười vậy luôn nhỉ. Sao nó tầng 5 nhỉ? Ông vẫn tầng 3 trước sau khi tôi ấn tầng 5. À. Đây là mang theo cái túi mấy cái này gọi là cái lép bép. Ông biết cái lép bép không? Là bóp vào nó cứ lép bép mấy cái này để chống sốc ấy. Tại vì chưa tìm ra một cái cách nào uôi. Anh keo anh. Anh nhớ hát đấy. Đáng thu âm đây anh. Nhím ngu vừa hát đấy à? Yo. Từ bao tan nát hoa một trái tim nguyện nguyện. Cả đây là. Như kiểu chưa ăn cơm hay mà luôn. Ăn một khi qua tôi chỉnh gì anh? Ui, đi vài giọng hụt vãi lồn rồi. Đây, hôm nay là tôi huy động được một đống anh em ở đây là giúp tôi chuyển mô hình này sang. Thì mô hình này các bạn biết rồi là nó hơi bị nhiều, nên là bây giờ đang chưa biết là chuyển kiểu gì. Phải mang theo cả lẹp bẹp này để quấn vào đây này. Lên tầng 6 được. Đây, để tạm cái này lên tầng 6 giúp anh với. Đấy, tạm thế. Xong rồi tí nữa chắc là chất vào đống hình thôi. Cái khó mấy con nhỏ thì không sao, nếu như mà khó quá thì mình gỡ nhỏ ra xong mình quấn vào là được. Nhưng mà cái quan trọng là con cá đích ở trên tầng 6 ấy, các ông nhớ con đấy không? Đi bảo con đấy cao 2 mét ấy, gỡ con đấy ra để chuyển sang bên nhà mới nó là một câu chuyện dài.
lấy luôn cái xe này này xong đẩy mấy con mô hình sang luôn đi. Ơi, tao đéo nhìn gì đâu nhá, mày tắt đi. Đây đây đây, tao đuổi lùi cho mày. Một chuyến chuyển được 3 con mô hình với cả 2 cái thùng thì tính ra là mình sẽ phải đi 3 vòng các bạn ạ. Mệt vậy đấy. Thế con cá đích về tính như nào? Đâu, bay có 3 phần thì 6 và 3 là như này. Bây giờ nhá, con cá đích ý, anh nghĩ là B được không? Cứ hai thằng B một đồ, hai thằng B một đồ. Đấy, B bộ sang luôn còn nhanh hơn. Thì bảo giờ mới tập kết xong đồ từ bên Sở Chim Minh Hau về đây không ạ? À? Bây giờ là chuyển lên tầng 2, phòng làm việc của tôi là trên tầng 2. Anh em đi thang bộ luôn cho nó nhanh. Mệt vãi trưởng á. Đây, mới anh đồ có gì ngoài cái gì nữa anh đâu ạ? Đây, giới thiệu các ông, đây là phòng làm việc của tôi. Hiện tại thì nó cũng chưa có đồ gì nhiều đâu, nó chỉ như thế này thôi. Ê, sáng lên đấy mày. Đây rồi, đấy. Có này cảm biến không ạ? Vào bấm ra nó sẽ sáng lên. Bây giờ thì tôi sẽ xếp tạm cái đống mô hình ở đây, ngày mai tôi đo tôi sẽ đóng mấy cái đợt ngang này. Còn dọn dẹp xong đã, sau đấy là lắp mô hình nhá. À tiện đây tôi review cho các ông mấy cái mô hình mà tôi mới mua luôn. Đi đắt tiền vãi luôn, tôi ship từ Taobao về các bạn, từ Trung Quốc về đấy. Đợt rồi dịch Covid cho nên là chuyển về nó hơi lâu. Đây hàng vừa về anh em vừa bê lên xong. Đây là mô hình thằng mua con anh. Chúng buồn cười. Đây đây, con tiếp theo. Đây là mô hình tứ đụ các bạn ạ. Mô hình này thì tôi làm đúng tỷ lệ 1:1 luôn các bạn. Đúng cái thời kỳ nó đi còn đi tập đỉnh cao ấy, cơ bắp trông cuồn cuộn vãi luôn. Đây. Đây là mô hình nhím ngu đến từ đây là thành. Thực ra tôi không định làm mô hình thằng này đâu, nhưng mà nghĩ cũng thằng này cũng đẹp dai, trông mặt cũng sáng sủa, nên là làm mô hình lên thì chắc là mọi người vào phòng sẽ trầm trồ. Đấy. Còn cuối cùng là cuối cùng là mô hình quang mặt lồn tóc xoăn, hiểu không? Đây là phiên bản 2020 phiên bản tóc xoăn các bạn nhé. Đã béo hơn và da nó đen hơn rồi. Đấy. Trông hợp lý vãi luôn không?
200. Con là con số lượng 296. Các bạn ạ, chỉ có 500 con thôi. Em biết nhân vật này là bố của Phi Dê rồi. Bố Phi Dê tên là gì? Tên là Phi Dô. Phi Dô. Phi Dô. Đấy, tình hình là tối nay tôi lắp được 4 con mô hình các bạn ạ. Ở nhà tôi còn 3 con nữa nhưng mà tại vì tôi chưa chuyển ra đây được nên là thôi để lắp sau. Với cả là cái kệ ở nhà tôi bây giờ lắp xong rồi tôi mới nhìn thấy nó đang có một cái vấn đề là nó chia ô đéo đều. Để chính ra mẹ cái kệ to đùng để được 6 con mô hình hết mẹ rồi. Trông nó hơi buồn cười. Thôi thì cái này chắc là để tôi sửa lại sau. Với cả là đây các bạn nhìn đây là cái hệ thống tiêu âm mà tôi đã kể các bạn trên talk show ấy. Đây. Tất cả những cái gỗ tiêu âm, tường tiêu âm để phục vụ mục đích chửi bậy ban đêm mà hàng xóm không than phiền. Khổ quá đấy. Thì hai hôm nữa tôi bắt đầu chuyển máy vào. Có nhiều bạn thắc mắc là livestream như thế nào với hai máy hay là tôi setup stream như thế nào, thì hai hôm nữa tôi lắp đồ máy tính, đồ stream của tôi vào thì tôi vừa lắp tôi vừa quay các bạn sau nhá. Bây giờ đi ngủ đã. Đây là tầng 2, nơi mà mình sẽ làm phòng stream và đây sẽ là cái phòng làm việc chính của mình cũng như là phòng tiếp khách luôn. Cái này, phòng này thì cũng là trước người ta làm spa cho nên là các bạn có thể thấy cái người ta vẽ tường trông nó hơi hoa hòe một tí. Cái trần thạch cao này mình sẽ bỏ đi để mình làm giả trần bê tông. Đây sẽ là khu vực mà để máy tính này theo như dự kiến. Đây sẽ có một cái bậc lên. Bên này là cái khu vực mà sẽ có một cái phông ở đấy để mình làm talk show. Cái cửa này sẽ bịt vào và thay lại là bằng cái cửa ở đây, tức là sẽ đổi cửa sang bên này để bên này mình đặt máy tính cho nó thoải mái. Còn đầu bên này sẽ đặt một cái sofa, như vậy là mình sẽ có 3 góc talk show, một góc là ở đây, một góc là ở sofa này và một góc nữa là ở cái bộ máy tính này. Ý tưởng thì là như thế thôi, nhưng mà đến khi mà làm thì chắc chắn là nó cũng không được 100% như mình tưởng tượng rồi. Đây các bạn, nó như này nhá. Tại đây em, đây là phòng stream mình sau khi mà đã sửa xong rồi các bạn. Chúng ta cùng đi một vòng xem có những cái gì các bạn nhé. Đầu tiên bên này thì bể cá. Tại vì mình đại lâm mộc nên là mình phải có một tí thủy để nó dưỡng, làm ăn cho nó thuận lợi. Bên này là khu vực mô hình. Cái khu vực này thì thỉnh thoảng mình có thể kê một số ghế ở đây, ngồi làm tí talk show với cả bạn bè. Trông nó cũng hợp lý mà. Cái ánh sáng ở đây là ánh sáng mà mình cố gắng đánh cho nó mịn nhất có thể, để sau này khi mà mình kéo một cái phông xanh ở đây lên là mình có thể sử dụng được luôn, chứ mình không cần đánh đèn ngoài nữa. Đây là khu vực mà mình sẽ tiếp khách. Nghe mỗi khu vực một thì có vẻ là nó rộng với cả nó hoành tráng thôi, nhưng thực ra cái phòng mình nó bé lắm. Mình đang sử dụng một cái len góc nó khá là rộng nên là trong phòng nó to lên rồi các bạn. Đây là một trong những thứ mà mình tâm huyết nhất ở trong cái phòng này, điểm nhấn của phòng, một con hút butter. Nếu các bạn để ý trong cái phòng mình sẽ có khoảng 4 đến 5 con hút butter cơ. Nó là một trong những con mà mình rất là yêu thích trong Mevel. Bên này có con Cadix tỷ lệ 1:1 thì chắc các bạn biết trong clip mở mô hình rồi. Và ngày hôm nay cái clip chính của chúng ta sẽ là lắp máy, setup phòng stream. Và có nhiều bạn hỏi mình là setup hai máy như nào, đèn đóm ra sao và hiện tại mình đang sử dụng những thiết bị nào để live stream. Mình sẽ bật mí trong ngày hôm nay nhá. Cái góc stream của tôi thì các bạn biết rồi đấy, lúc nào tôi cũng phải ngồi ở một cái góc vuông. Đây nha, này một cái góc vuông này, tại vì tôi stream hai máy mà. Máy chính ở đằng trước này là tôi sẽ ngồi chơi game. Còn cái máy bên trái, cái màn hình bên trái là tôi sẽ để
live stream cho các bạn xem. Tức là cái máy đấy chỉ có tác dụng là đẩy cái hình ảnh lên thôi. Đây, đây là cái máy mà tôi live stream này. Cái vấn đề khó ấy là cái phòng the chim, cái mặt tiếp khách, mặt trước là nó bên này để nó show mọi thứ ra ấy. Thì tôi muốn show được cả cái cây máy tính ra cơ. Nhưng mà các bạn biết rồi, cái cây máy tính nào cũng thế. Cái vỏ máy tính là nó sẽ là mặt bên trái để show phụ kiện ra, mặt bên phải nó sẽ là đen xì để che đi cái mainboard, đúng chưa? Tôi đã thử tìm cái giải pháp làm sao để đổi được cái vỏ cây này để đảo lại mặt phải sẽ là mặt show thiết bị để tôi có thể để ở đây để tôi show thiết bị ra ngoài. Nhưng mà nó hơi đắt, với cả là nó lại mất thêm đâu đấy khoảng 4 tuần để ship từ Mỹ về nữa, chưa kể là đang dịch nhá, chưa chắc là không biết là đã có ship về được hay không nhá. Nên là chốt lại về sau là tôi đã tìm được cái giải pháp. Đấy là tôi đéo để cây ở bên này nữa. Đấy, tôi lại chuyển ra tôi để cây ở bên này. Đấy. Lần này tôi để hai cái cây máy tính cơ. Tôi đang ví dụ nhá, đây là một cái, xong rồi tôi sẽ để thêm một cái ở bên này nữa. Một cái thì tôi để máy chính này chơi. Tôi sẽ phải hy sinh là tôi sẽ mất thêm một chút tiền để tôi đầu tư hết lại tất cả dây nối USB nối dài, dây màn hình các thứ, là tại vì cái khoảng cách từ đây mà luồn hết sang xuống dưới này xong rồi vòng lên trên kia nó rơi vào khoảng hơn 3 mét cơ, trước tôi vừa mới đo rồi. Nhưng mà nếu như mà làm được như này thì tôi nghĩ là nó sẽ đẹp hơn, tại vì cái không gian phòng như này đang trưng bày súng như này rồi và có hai cái cây máy tính nó ở giữa này, có đèn LED, có tản nhiệt nước thì nó chẳng khác gì một cái trái tim của phòng, mà nó sẽ là một cái trung tâm mà sẽ là một cái điểm nhấn rất là tốt cho phòng stream của mình. Thử nhỉ. Dạ. Chắc các bạn còn nhớ cây máy tính này, đợt mà bên có xe Intel với cả Gigabyte kết hợp tặng mình ở trong cái clip lắp cái cây máy tính hơn trăm củ, chắc các bạn vẫn còn nhớ. Bây giờ thì mình đã vác nó về nhà rồi và hôm nay mình sẽ set up luôn ở trong cái góc chuyên mình nhá. Và có mấy cây cuối cùng nữa, cây này thì nhỏ gọn thôi, cũng chả gì đặc biệt cả. Cây này là cây để mình đẩy hình ảnh stream lên cho các bạn xem ấy. Sau khi mà có 3 cái cây rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục set up màn hình nhá. Màn hình thì hiện tại mình đang dùng 3 cái màn hình, 2 cái màn hình cho cái máy chính thì mình vừa chơi game và vừa đọc chat, vừa theo dõi thông tin Discord hay là mình search web cái gì đấy là không hiện lên màn hình live stream của mình. Còn bên này thì mình sẽ dùng một cái màn hình để dùng riêng cho cái máy mà đẩy cái hình ảnh lên cho các bạn xem. Tại sao lại dùng giá đỡ màn hình máy tính? Với mình thì mình không thích bừa bộn. Và với mình thấy cái chân của màn hình sinh ra nó hơi bị thừa và nó hơi bị vướng. Cái giải pháp mà mua những cái tay đỡ màn hình này sẽ khiến cái bàn này nó gọn gàng hơn và cái góc làm việc trông nó sẽ sạch sẽ và nó tinh tế hơn. Tại vì mình không muốn đổi. Cái này thì mình mua được khá lâu rồi. Cái này thì mới mua được khoảng 2 năm. Mà chả nhẽ bây giờ hai cái này nó đang dùng tốt mà lại vứt hết đi để mua một cái mới thì nó cũng lãng phí. Cho nên là bây giờ tạm thời thì mình đang dùng hai cái hai màu các bạn ạ. Trông nó hơi bô nhách một tí thôi nhưng mà tiết kiệm. Đấy, chuẩn đúng góc tôi ngồi như cũ rồi đấy các ông ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ set up ánh sáng nhá. Nhưng mà để set up ánh sáng ấy, tôi lại giới thiệu cho các ông một bộ đèn cực kỳ xịn đến từ Elgato. Một trong những thiết bị không thể thiếu với streamer, đèn Elgato cho ánh sáng vừa trắng vừa mịn. Với chân kẹp thông minh, chỉ cần kẹp vào bàn, vặn hai phát, thế là chắc cú luôn. Hãy dùng đèn Elgato. Cái góc stream ngày xưa ở trong cái phòng cũ thôi thì tôi dùng hai đèn. Một đèn ở bên trái và một đèn ở bên phải. Nhưng mà hiện tại thì nếu như mà tôi lắp thêm cái đèn bên phải ấy, thì nó sẽ phát sinh thêm là cái cột đèn nó sẽ cao đến đây. Xong rồi lại thêm cái đèn nó bị to bằng một tờ giấy A4 ở đây, nó bị chắn cái góc này thì nhìn từ cái chỗ phòng khách ra nó sẽ hơi bị cục. Nó che bớt đi mất đi mấy khẩu súng của tôi. Mà ở cái phòng mới này thì tôi có làm một cái đoạn dây LED dài vuông góc như này rồi, nó cũng đánh sáng một phần vào cái mặt của tôi rồi nên có lẽ là tôi
theo ước tính của tôi nếu như không nhầm ấy, thì tôi chỉ cần dùng một cái đèn này thôi là ánh sáng vào mặt của tôi đã đủ mịn với cả đều rồi. Còn thực tế như nào thì tí nữa phải lắp xong chúng ta lắp thử cái cam lên và đo sáng thử xem thì mới biết được. Nhưng tôi nghĩ như này là ok rồi. Tôi có một cái pad chuột mà nếu như các bạn để ý ở cái phòng stream cũ của tôi là cái bàn của tôi là bàn màu nâu đúng không? Nhưng mà các bạn hay thấy là cái mặt bàn màu đen đấy là do cái pad chuột đấy. Cái pad chuột này tôi dùng chắc là phải được 4 năm rồi. Từ hồi mà tôi còn hợp tác với cả bên N7 Diễm Minh hay là bên nào làm pad chuột ấy nhỉ? Tôi không nhớ tên lắm. Nhưng mà đợt đấy tôi đặt một cái pad chuột dài cái này như là nó rơi đâu đấy khoảng hơn 1 mét thì phải. Thì tôi dùng từ thời điểm đấy đến tận bây giờ. Ngày xưa thì dùng làm pad chuột chính. Xong rồi một thời gian sau thì tôi đổi sang cái pad chuột của bên Zowie. Thì tôi vẫn để cái này làm cái đệm bàn. Nó không chỉ là cái pad chuột mà kiểu như là nó khiến cho cái bàn phím của mình nó không bị cọ vào bàn, nó không bị xước là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái bàn nó sẽ sạch sẽ hơn. Bàn phím với chuột thì trước đến nay mấy năm nay thì tôi cũng chả thay đổi. Tôi dùng chuột của Zowie. Chuột Zowie thì nó có cả một combo luôn. Tôi là Zowie gì nhỉ? EC2B. Nó có cả một combo luôn, là có một cái đỡ dây chuột này, có một cái pad chuột này. Đấy, các bạn hay thấy là tôi lồng hai cái pad lên, là tôi để cái pad của Zowie ở bên trên cho nó đỡ zip. Xong rồi chuột ở bên trên, xong rồi cái đỡ nó sẽ ở đây. Và bàn phím thì mấy năm nay tôi không đổi. Tôi chỉ dùng bàn phím của Corsair mà thôi. Đẹp, bền, chất lượng. Nếu như mà các bạn là một người yêu máy tính hay là yêu góc máy tính, các bạn nhìn vào cái góc máy tính các bạn sẽ biết được tính cách của người ta đấy. Có người thì người ta giấu dây rất là kỹ, chứng tỏ là những con người gọn gàng. Còn những người thì thôi dây cứ búi vào như cả một mớ tóc xoăn ấy. Nhìn phát là đã biết ngay là mấy thanh niên bừa bộn rồi. Tôi lúc nào cũng thế, sẽ hơi mất thời gian ở trong cái thời gian đầu là mình sẽ phải xếp lại dây dợ các thứ để cho nó gọn. Lúc nào tôi cũng phải chạy theo hết gầm bàn này để nó giấu mà. Khi mọi người nhìn bên dưới này sẽ không nhìn thấy một tí dây nào cơ. Với mình thì cái hình ảnh của người xem với cả cái chất lượng âm thanh của người xem mà quan tâm đến kênh của mình hay là đang theo dõi kênh mình ấy, nó phải thực sự tốt. Đây là lý do tại sao mà cách đây một năm là mình đã bắt đầu dùng máy ảnh để làm webcam. Mặc dù chi phí nó hơi tốn kém một chút nhưng mà mình nghĩ là chỉ đầu tư một lần mà thôi, để chất lượng hình ảnh nó tốt nhất có thể. Để cắm được cái máy ảnh này lên thành một cái webcam ấy thì các bạn phải sử dụng một cái thiết bị cũng của Elgato, tên là Camlink. Cái này thì trong cái hộp thì nó to như này thôi, nhưng mà bên trong nó bé lắm các bạn. Nó chỉ thế này thôi. Cái Camlink này thì sẽ có tác dụng đấy là các bạn cắm cái dây HDMI vào cái Camlink này, và Camlink này cắm trực tiếp vào trong máy tính. Thì nó sẽ coi như là một cái webcam luôn, không cần phải qua một cái phần mềm nào cả. Cực kỳ tiện dụng luôn các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn biến cái chất lượng webcam của mình hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại, hãy mua ngay Camlink của Elgato nhé. Có một thứ mà khi stream tôi không thể thiếu được nữa, đấy là Stream Deck. Stream Deck thì tôi có giới thiệu trên stream với các ông rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đổi sang cái size to rồi. Ngày xưa tôi dùng cái size bé hơn. Cái size bé hơn thì nó chỉ có mười mấy nút nhỉ, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà bây giờ tôi đổi sang cái size to tại vì cái nhu cầu tôi sử dụng nhiều lắm. Đây không? Cái Stream Deck size to nó nhiều nút như này nhưng mà tôi chỉ phải dùng một cái thôi nhá. Tôi dùng hai cái cơ. Một cái tôi dùng cho cái máy stream, một cái tôi dùng cho máy chơi game. Nếu mà có nhiều bạn còn chưa hiểu Stream Deck có tác dụng gì thì đơn giản lắm. Nó như kiểu là nó gán cho các bạn tất cả những cái thứ phím tắt mà các bạn cần, các bạn muốn. Kể cả xem đồng hồ, kể cả đo nhiệt độ, kể cả báo thức, kể cả các kiểu. Và kể cả chỉnh cả đèn của Elgato nữa. Cái Elgato nó hay ở một cái là tất cả những cái thiết bị của Elgato đều link được với nhau nhá. Và Stream Deck này như kiểu là một cái bộ não ấy, nó sẽ điều khiển được tất cả phím tắt ở đây. Nếu bạn nào mà sử dụng đồ họa thì cũng nên mua cái này. Đây, bình thường mình hay để hai Stream Deck ở đây. Đấy. Nhìn thì nó hơi thấp nhảy thôi, nhưng mà với cái vị trí ngồi của mình thường thường như thế này thì mình với tay chuẩn lắm các bạn. Để truyền tín hiệu từ cái máy chơi game này sang cái máy stream ấy thì các bạn phải dùng một cái cáp chuột cạc. Cáp chuột cạc này còn có tác dụng, ví dụ bạn nào mà muốn stream hình ảnh của PS4 chẳng hạn, hay của Nintendo Switch, hay là của các thiết bị khác, các bạn nên mua một cái như thế này. Hoặc là đây đơn giản là mình chỉ truyền hình ảnh từ máy này sang máy kia để đẩy lên
OBS stream riêng cho các bạn thì mình phải dùng cái capture card như thế này. Hiện tại mình đang dùng cái HD60S của Elgato. Mượt, ổn định. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi các bạn ạ. Tôi chui gầm bàn, tính ra được chui được 3 tiếng rồi đấy. Đau hết cả lưng rồi. Chưa tính là cả ngày hôm nay chỉ có chuyển đồ với cả dọn mấy cái thứ linh tinh thôi. Cái việc mà ngồi xong rồi là đi dây ở bên dưới nó hơi bị loằng ngoằng. Tính ra các bạn nhìn setup được nhiều nhiều như này thôi, nhưng mà tôi mới làm được khoảng 50%. Còn một đống dây dợ với cả một đống đồ linh tinh tôi chưa lắp nữa, mà tôi còn chưa bật lên xem là máy nó có ổn hay chưa. Cái này thì không biết là cái dây nguồn này chuyển đi đâu này. Cái màn hình này cũng không biết được là nguồn nó chuyển đi đâu này. Với cả mất thêm cả con chuột với cả bàn phím nữa. Ngày mai tôi phải ngồi tôi tìm lại hết xem như thế nào đã. Tiện đây thì nếu như bạn nào quan tâm đến những sản phẩm về streamer của Elgato ấy, thì có một cái phông xanh nữa. Phông xanh để làm gì? Phông xanh để nếu như mà các bạn nào mà muốn xóa hết tất cả những cái phông đi mà chỉ để lại cơ thể mình thôi, mà để tương tác hay là để chơi game cho nó đỡ bị vướng ấy, stream cho nó đỡ bị vướng. Hoặc là các bạn có thể quay mấy cái clip gì đấy vui vui để các bạn lồng lên stream như bình thường các bạn xem. Hay có cái tôi để là cái xin sắt chẳng hạn ấy. Đấy, đấy là một cái quay phông xanh đấy. Thì mình giới thiệu qua các bạn về cái sản phẩm phông xanh của Elgato. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Cái này dài khoảng 1m8 và cao khoảng 2m. Rất là tiện, chỉ cần gập chân ra thôi, xong rồi kéo lên một cái. Các bạn sử dụng xong thì cần gập xuống và cất đi là xong. Nó hơi dài một chút nhưng mà nó hơn là các bạn sẽ phải căng một cái phông bằng hai cái tripod ở hai bên lên và căng một cái phông xanh lên, trông nó hơi bị buồn cười. Hiện tại thì khá là nhiều streamer ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đang dùng cái cách đấy là xóa hết cái phông đi nếu như mà các bạn có một cái background nó không được đẹp và nó không được mượt mà cho lắm, để cái góc stream của các bạn trông nó gọn hơn, trông nó nhiều khi trông chuyên nghiệp hơn, tại vì các bạn muốn đổi background kiểu gì cũng được mà, cái phông xanh nó sẽ giúp các bạn như thế. Thế nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể tìm hiểu cái sản phẩm phông xanh đấy của Elgato. Còn cái máy thì hôm nay mình setup đến đây thì có lẽ là 2 giờ sáng rồi thì mình nghỉ thôi các bạn. Để ngày mai mình setup xong hết đi rồi mình sẽ quay highlight cho các bạn sau nhá. Tôi vừa đi bộ 7 tầng các ông ạ. Đây, tôi vừa giới thiệu cho các ông một tí. Đây là khu vực trên tầng 7, nơi mà tôi định là làm một cái phòng cà phê hay là gì đấy để thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. Chủ cũ người ta, ngày xưa người ta để bếp ở trên này nên là nó rất là phí. Khi mà cái khu tầng 7 này nó có những 3 mặt tiền cơ, nó rất là thoáng. Cái nhà này được cái là mệt quá. Cái nhà này được cái là nó cao hơn mấy cái nhà xung quanh, cho nên là ở trên cái tầng thượng này cái tầm nhìn nó sẽ rất là thoáng. Nhưng mà tại vì chủ nhà cũ người ta đặt cái bếp ở đây, cái bếp treo ở đây, cho nên là tầm nhìn nó hơi bị giảm lên một tí. Nên là cái này tôi đã sửa lại. Có hai phương án định làm, một là bỏ hết cái mái đi để làm một cái tầng thượng, sau đấy là thiết kế thật nhiều cây xanh theo kiểu quán cà phê. Hai là sẽ giữ nguyên cái này và chỉ thiết kế qua một tí thôi, tại vì cái không gian này không phải là cái không gian sinh hoạt chính ở trong gia đình. Đây các bạn có thể thấy buổi sáng nắng nó chiếu rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta cũng xem tầng 7 sau khi mà sửa lại nó sẽ như nào các bạn nhé. Đấy các bạn vừa xem lại một số hình ảnh của 8 tháng trước với cả là hình ảnh của tầng 7 bây giờ. Ngày xưa khi mà tôi vừa mới lấy cái nhà này, khi mà tôi lên trên cái tầng này, trong đầu tôi phải nghĩ ngay sẽ biến trên này thành một cái không gian nó xanh, một không gian giống kiểu cà phê một tí để thỉnh thoảng tôi lên thư giãn, với cả thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. Biết đâu đấy thỉnh thoảng tôi làm được mấy cái góc talk show đẹp đẹp thì sao. Cái vấn đề là cái nhà này, ngày xưa tôi muốn là gỡ cái mái này ra. Nhưng mà nếu như mà gỡ cái mái này ra những cái ngày, ví dụ như bây giờ trời đang mưa chẳng hạn này, những cái ngày như này chắc chắn là sẽ không sử dụng được. Với cả mấy cái ngày nắng to ấy, thì bên trên này sẽ nắng nóng lắm. Đến tối thì tôi nghĩ là nó vẫn bỏng đít lắm, không ngồi được. Nên là thôi, để cái mái lại thì nó hơi xấu một tí. Nó sẽ có mấy cái song sắt, xong nó sẽ có mấy cái cửa sổ này. Nhưng mà bù lại là có những ngày trời mưa nhà mình vẫn có thể lên đây ngồi hóng gió với cả bạn bè được. Đấy. Ở bên này thì tôi làm một cái cầu thang lên trên. Tôi không muốn để máy giặt với cả phơi quần áo bên dưới này, nó sẽ phá mất cái không gian xanh này của tôi. Cho nên là tôi chế thêm cái cầu thang này nữa để tận dụng nốt cái mái bên trên này. Trên này sẽ là phơi quần áo, giặt giũ quần áo. Ở bên này tôi làm một cái bồn rửa tay.
Bồn rửa tay này thì biết đâu đấy bạn bè nhậu nhẹt các thứ, hay là cần rửa mặt, rửa tay, rửa cốc chén gì đấy. Trông có đáng yêu không? Đấy. Ờ, ai để quả chậu ở đây? Chậu là chậu, ngày xưa chậu rửa đít của thằng Tùng nhà tôi đấy. À, cái đống cây xanh ở trên này thì tôi có hệ thống tưới tự động rồi, nên là mỗi ngày nó cứ tưới khoảng 30 giây đến 1 phút thôi, nên là không cần phải xách đình đi tưới nữa. Chứ còn tưới cái đống này mà tưới bằng tay thì nó hơi bị mất thời gian. Đây tôi chia ra một cái bậc ở bên trên này. À, đây tôi để một cái đèn. Đèn này thì trông nó khá là kiểu vintage, nó hơi cổ cổ một tí. Đúng là theo thiết kế là bên dưới tôi sẽ có hai cái ghế mây nữa cơ. Nhưng mà hai cái ghế mây ở đây thì chưa về, cho nên là thôi tạm thời cứ quay đã, chứ còn bên cứ đợi đồ về tôi cũng chả biết bao giờ tôi mới quay xong. Bên trong này tôi để phòng thờ. Phòng thờ thì thường thường là người ta sẽ để ở vị trí cao nhất. Thì đây tôi để riêng một cái phòng cho các cụ, cũng thoáng mát sạch sẽ. Đây còn có thêm một cái ghế nữa để ngồi. Thỉnh thoảng ngồi anh em ngồi nói chuyện, hóng gió, nghe nhạc các thứ ở bên trên này. Trong không gian này nó cũng kiểu nó cũng chill chill mà đúng không? Trông nó đáng yêu phết đấy. Thế nhá, bây giờ chúng ta cùng nhau xuống tầng 6 đi. Còn đây là không gian của tầng 6. Tầng 6 thì tôi đặt bếp với cả là bàn ăn, với cả là một cái phòng khách ở đây luôn. Đây như hôm nay các bạn, tôi có giải thích cho các bạn ấy là cái phòng ăn ở bên dưới này chỉ có 6 ghế thôi, và gia đình tôi sẽ ăn cơm chính ở bên dưới này. Còn đây là chỗ bếp. Bếp thì nấu ăn các thứ ở đây. Đây tôi để một cái bàn đảo nữa. Cái bàn đảo này là kiểu như là có đồ ăn gì, hay là làm mấy cái đồ nhanh nhanh, khoai tây chiên hay là cái gì đấy để đây, xong rồi là bọn trẻ con nó ăn được luôn. Trong này thì mấy cái thứ mà không thể thiếu ở trong bếp, tủ lạnh này, xong rồi là lò nướng này, xong rồi lò vi sóng này. Trong này thì tôi để một cái nhà vệ sinh. Ô, nhà vệ sinh này đúng ra phải bật cái điện gương. Đây, đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở tầng 6 này thì nhỏ nhỏ thôi, mình cũng không để nó có không gian tắm tiếc gì cả. Chỉ là một cái bồn lavabo để rửa mặt, với cả là một cái bồn để đi tè, thế là được rồi. Đây thì đồ nó cũng chưa về hết. À, hôm kia nhà tôi bị sét đánh cơ không ạ? Xoèng một phát đánh, không biết đánh nhà tôi là đánh nhà bên cạnh nhá. Mấy ông thợ đứng tê cả chân. Tôi đi dép thì không sao, không phải cháy luôn cái đèn này. Nên là cái đèn này không bật được, chứ chính ra bật cái đèn này lên thì trông nó sáng sủa lắm. Ở đây vẫn còn thiếu một cái đệm. Cái đệm này là cái đệm để ngồi. Tại vì họ chưa mang đến. Tivi. Mấy cái kệ tủ nhà tôi thì nhiều tủ lắm. Toàn tủ là tủ đấy này. Tại vì nhà tôi nhiều đồ mà, nhiều đồ kinh khủng luôn. Tí nữa xuống có cái kho cho các ông xem, mỗi cái kho thôi đã một đống đồ rồi. Ghế đệm tiếp khách, bàn ăn, máy lọc không khí. Hầu như nhà tôi tầng nào cũng phải có một cái máy lọc không khí để thứ nhất là nhà đỡ bụi, thứ hai là nó khử mùi. Đây là cái tường để tôi treo mấy cái tranh, thực ra vẫn còn hơi ít. Đây là tất cả những cái tranh mà các bạn vẽ tặng tôi. Có bạn Lê Thịnh mà này vẽ tặng mấy cái này, xong rồi là có mấy bạn ở, nói chung là mấy anh em ở trong bộ tộc vẽ tặng thì tôi toàn treo lên trên này hết. Đây mới được có 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 cái đúng không nhỉ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không? 9 cái. Đấy, tầng 6 qua thế. Đây là chỗ chơi của con Nhu Nhi. Con Nhu Nhi nhà tôi thì tại vì nó đang tập bò nên nó bò khắp nhà. Lúc nào cũng phải có một không gian tạm thời để đây đã. Nó hơi vướng một tí nhưng mà đành vậy, chả có cách nào khác cả. Xuống tầng 5 nhé. Đây là tầng 5 các bạn ạ. Tầng 5 thì có phòng ngủ của con em gái tôi. Phòng ngủ tại vì con em gái tôi thì nó cũng không cần thiết phải phòng to lắm. Các bạn nếu như nãy giờ các bạn để ý thì các bạn thấy là cái nhà này thẳng một phát từ dưới lên trên là nó y hệt như nhau luôn. Đây, phòng ngủ của con em gái tôi nó chỉ bé bé gọn gọn nhỏ nhỏ như này thôi. Đây có cái bàn làm việc, kệ để tivi, giường, hai chỗ để đồ. Còn đây là tủ quần áo của nó. Trông cũng được. Đây, trong này là nhà vệ sinh.
Nhà xanh thì cái cửa này chắc là sắp tới tôi phải thay, tại vì nó đang không đúng cái màu mà tôi yêu cầu. Tôi muốn là cái cửa này nó phải kiểu dấu dấu đi cơ, trông nó phải đúng màu cơ thì người ta sẽ không biết đấy là cửa. Còn đây là kho. Cái chỗ này thì đấy, các bạn để ý tôi sẽ chia đôi ra cái không gian tầng 5 này để làm kho. Nhà tôi thì nhiều đồ lắm, các ông biết rồi. Đồ kinh khủng khiếp luôn. Hôm trước tôi vừa phải nhờ thằng Quang với cả thằng Funky sang xếp đồ hộ chứ. Đây, cả cái kho này hôm trước ba anh em tôi vừa dọn dẹp mất cả một buổi chiều. Cái nhà cũ của tôi ở bên chung cư ấy là chính ra là 97m2, 3 người ở. Mà đến khi bọn tôi dọn đồ đây này, cả phòng kho này kín bố nó hết đồ rồi. Nhưng mà không có cái kho này, nhà bừa bộn lắm các bạn ạ. Trông được không? Đấy, bây giờ chúng ta xuống tầng 4 nhá. Tầng 4 là phòng ngủ của mẹ tôi. Tầng 4 này thì tôi không cắt gì ra cả, để cho mẹ tôi có một cái không gian nó rộng rãi hẳn. Cái cửa này thì vẫn tận dụng cửa cũ này, không thay cửa mới. Cái này là từ nhà cũ họ để lại rồi. Đây, đây là không gian của phòng ngủ mẹ tôi. Bên này thì cũng như thế, cũng chả có gì, nói chung là nó cũng giống giống nhau à. Đây có giường, đây có kệ để tivi, cũng hai cái đèn ngủ ở hai bên. Bàn trang điểm. Mẹ tôi còn đang kêu là phòng này to quá, nhưng mà tôi thích là mẹ tôi ở nó phải thoải mái cơ. Mấy cái tủ ở dưới này thì tôi làm hết cái hệ thống đèn tự động, nhưng mà cứ mở ra là nó sáng ấy. Mẹ tôi còn chưa để một cái gì cả. Bàn trang điểm, đây có cảm biến đây. Trong này thì toàn là tủ quần áo cả. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì tất cả các tầng nhà vệ sinh nữa. Tất cả các tầng nhà vệ sinh đều như nhau cả. Đây. Ôi trời, cũng chả có gì đâu. Nhà vệ sinh làm gì. Ở bên này thì đây là không gian ngủ với cả không gian để quần áo. Còn bên này là không gian để mẹ tôi làm việc. Đây là bàn làm việc, nhưng mà tôi chưa để tôi chưa đặt được cái ghế cho mẹ tôi. Bên này là kệ để mẹ tôi còn để sách, để đồ các thứ. Tạm thời chỗ này đúng ra là sẽ có một cái bộ ghế sofa nhỏ nhỏ với cả một cái bàn trà uống nước ở đây, để nhớ mẹ tôi có khách riêng thì mẹ tôi sẽ tiếp khách đây. Nhưng mà tạm thời thì tôi chưa đặt về, nên là đây đang là không gian để Tùng luyện đàn. Đây là bộ đàn piano của Tùng Sói. Đây, phòng ngủ mẹ tôi chỉ vậy thôi. Bây giờ xuống phòng ngủ của tôi nhá, ở tầng 3. Đây là phòng ngủ của vợ chồng tôi. Đúng ra cái cửa của nó sẽ là ở mặt trước này, nhưng mà vợ chồng tôi đảo cửa lại rồi. Tại vì cái thiết kế phòng này, tôi thích là cái cửa vừa thang vào thang máy một cái là vào trong cái phòng ngủ luôn. Phòng ngủ của vợ chồng tôi thì chia ra làm 3 không gian. Một là để một cái cống kính ở đây, để đây là cái chỗ thay đồ. Đây sẽ là cái chỗ ngồi, thỉnh thoảng ngồi đợi một cái gì đấy, đợi taxi hay là gì đấy, thay đồ các thứ thì nó sẽ ở đây. Còn tại vì vợ chồng tôi nó khác nhau ở chỗ như này nhá. Tôi ấy, tắm xong tôi thích ra phát là chỗ điều hòa luôn cho nó thật là mát luôn. Còn vợ tôi thì tắm xong mà ra cứ kêu là anh ra kiểu này lạnh lắm, em sợ ốm. Đây, muốn vào trong phòng thì phải kéo qua cái cửa này. Đây là chỗ ngủ của vợ chồng tôi. Đây là Tùng Sói, đây là Nhu Nhi, đây là Mi Si. Bên này có hai cái đèn ngủ. Em bật cho anh cái đèn ngủ lên cho nó điệu nào. Nhu Nhi, Nhu Nhi. Con Nhu Nhi, Nhu Nhi. Đâu nhỉ? Đấy, đấy là cái đèn ngủ. Bên này tôi có một cái đèn ngủ nữa, nhưng mà cái đèn ngủ này trông nó hơi xấu. Đây giới thiệu các bạn, đây là thế giới của Tùng Sói. Thế giới Tùng Sói, từ lúc làm Thế giới Tùng Sói xong, Tùng Sói chả thấy ở gì cả, vẫn cứ ngủ với bố mẹ. Đây sẽ có một cái bậc lên giường của Tùng Sói sẽ ngủ ở trên này. Ở dưới này có một cái cầu trượt cho nó. Bên này thì vợ tôi để một cái bàn máy tính để làm việc. Nhỡ buổi tối mà bọn trẻ con nó ngủ ấy, thì ngủ ở bên kia thì vợ tôi làm việc đây sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Bên này thì có cái bàn học của Tùng Sói với cả là hầm của Tùng Sói. Hầm Tùng Sói sẽ có nhiều đồ chơi các thứ, nhưng mà tại vì nhà tôi mới chuyển đến cũng chưa kịp dọn dẹp gì cả. Đồ chơi của Tùng Sói thì cũng đang vứt ở trên tầng 5 ấy, chưa kịp chuyển đến, nên là tạm thời cứ để như thế này đã. Tùng Sói đến giờ đi ngủ rồi. Còn Nhu Nhi đi ngủ đi. Đấy, tạm thời không gian phòng ngủ của chúng tôi là như thế. Còn bây giờ chúng ta hãy xuống phòng làm việc. Các bạn xem ở đoạn giữa clip ấy thì các bạn thấy là tôi setup phòng stream rồi đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ xuống phòng stream khi mà đã setup xong các bạn nhé. Còn đây là phòng làm việc riêng của tôi. Tôi nói trên stream khá là nhiều lần rồi với các bạn là tôi mong ước có một cái không gian riêng để làm việc. Và tôi gào thét, tôi nói chuyện, tôi ngồi suy tư, tôi ngồi suy nghĩ mà không bị ai làm phiền. Và đây là cái điều mơ ước của tôi. Đầu tiên thì tôi giới thiệu với các bạn là mô hình.
mô hình thì hầu như là khá là quen thuộc với cả các bạn rồi. Mấy cái này thì tôi hay để ở chỗ phòng gym cũ thì thỉnh thoảng các bạn cũng nhìn thấy rồi đúng không? Đây là mấy con mô hình mà đợt vừa rồi lắp. Thì chắc là các bạn xem đến giờ này các bạn cũng thấy mấy cái cảnh mà ngồi lắp mấy con mô hình Pocolo này, bố Fize này, Gohan này với cả Goku này, mấy con mới. Có con Optimus này mới nữa, nhưng mà tại vì hôm đấy tôi lắp tôi cũng không quay. Bên trên này là cái bộ cờ vua mà cái đợt tôi đi Tây Ban Nha tôi mua được. Ở dưới này còn thiếu hai ô nữa thì tôi đặt hai con mô hình Son Goku nữa về rồi, nhưng mà chắc là không kịp thì tôi cứ làm clip trước. Hôm trước thằng Batman ở bên 91 TV nó vừa tặng tôi bộ Son Goku nhỏ này xong. Trông đẹp dã man nhỉ. Tôi đang muốn sửa lại cái kệ này tại vì mấy cái thanh này nó đang hơi vướng. Nếu như tôi bỏ được mấy cái thanh ở giữa này ra ấy thì tôi có thể để được ba cái mô hình ở trong một cái giá thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ còn để cái thanh này thì đấy các bạn nhìn thấy. Nếu như mà tôi để cái mô hình ở giữa này nó lại bị vướng cái thanh này, trông nó hơi bị cụt. Đây thì làm sẵn cái hệ thống đèn đèn LED hai bên rồi. Bình thường thì người ta hay làm đèn bên trên này, nhưng mà tôi ở riêng cái kệ này tôi thích làm đèn hai bên trái phải hơn, thì trông cái mô hình nó sẽ đều sáng, nó mềm mại hơn. Trên là Fize, Mabu, toàn là mấy con mô hình cũ các bạn thấy rồi. Ở đây tôi để một cái máy lọc không khí đỡ bụi. Hulkbuster, con này thì cảm biến các bạn đến gần thì nó mới sáng. Đấy, thì nó sẽ sáng lên khoảng mấy phút ấy. Nếu như mà các bạn cứ ngồi đây thì chắc chắn là nó cứ sáng suốt, còn nếu như mà không thì nó sẽ tắt đi cho đỡ tốn điện. Con này thì nhìn thì trông nó hơi lừa, nó giống như kiểu là làm bằng sắt ấy, thực ra nó làm bằng xốp các bạn ạ. Nhưng mà tôi phải công nhận là bên này họ làm đẹp. Con này của tôi sửa 4 hay là 5 lần gì đấy. Từ đầu là cái nền của nó sẽ là nền gạch. Tôi làm giả gạch y hệt như cái nền bên này, nhưng mà cái mô hình này màu đỏ này nó bị chìm xuống, nó không được. Thế là tôi lại đổi sang thành cái nền giả bê tông. Nền giả bê tông từ đầu thì nó là nền trơn, cho nên là trông nó hơi bị xấu, nó không 3D, nó không nổi hẳn. Cái ý tưởng của tôi đấy là con Hulkbuster nó sẽ trồi ra khỏi tường và tường nó bị vỡ cơ. Thì sau đấy là tôi làm thêm, bảo họ đặt thêm cả mấy cái vẽ nứt 3D này nữa và làm thêm cả đèn nền đằng sau. Chứ trước là nó chỉ có đèn mắt với cả là đèn ngực này thôi. Làm cái đèn nền này thì trông nó cũng sinh động hơn, trông nó hấp dẫn hơn. Cái phòng này thì khá là đau đầu ở chỗ đấy là không gian làm việc nó ok rồi, không gian tiếp khách nó ok rồi, nhưng mà tôi không biết để cái tủ lạnh ở đâu được cả. Nhưng mà may quá về sau tôi tìm ra được một cái giải pháp, đấy là một cái bàn. Cái bàn này trông thế thôi nhưng mà nó vừa làm loa Bluetooth luôn, nó vừa lại là tủ lạnh luôn các bạn. Đây. Đây này, đây là ngăn tủ lạnh này. Đấy, tôi để tạm thời tôi để một ít nước ngọt với cả nước lọc ở đây để nhỡ có khách thì tôi tiếp khách tạm, chứ từ hôm chuyển nhà đến bây giờ cũng chưa có một tí thời gian nào đi siêu thị để mua sắm đồ cả. Bộ sofa để tiếp khách, tủ lạnh, bàn uống nước với cả là loa Bluetooth. KDX11, cái này thì chắc là các bạn thấy quá nhiều lần rồi. Con này vị trí nó ở đây tôi nghĩ là đẹp nhất rồi. Đi vừa phòng cái là đập vào mắt có hai con, một là con Hulk, hai là con KDX luôn. À sắp tới tôi còn đặt thêm một con KDX11 khác nữa, đẹp phết. Bên này thì tôi trồng một ít cây cảnh. Tại vì tôi mệnh mộc cho nên là lúc nào thì tôi thích là loanh quanh tôi phải có cây với cả nước cơ. Cây này cây thật nhá, thỉnh thoảng tưới nước, nhưng mà mấy cái cây này là cây để sống trong nhà cho nên là nó rất là khó chết. Tôi rải thêm ít sỏi trắng ở bên dưới để nó đỡ bị lộ đất ra, trông nó đỡ xấu, với cả là trông nó có hai cái màu tương phản, trắng với cả là xám này. Trên này tôi để một cái bể cá. Cái bể cá thủy sinh này thì tôi cũng chưa thả cá vào đâu. Mấy con cá nhỏ này, mấy con cá để test nước thôi. Cái thời gian đầu thì nó chết nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì nó ok rồi, nó sống ổn rồi. Nhưng mà ham ăn vậy đái không ạ, ngày phải chăm nó 3 lần. Bây giờ nước nuôi ok rồi thì mấy hôm nữa tôi bắt đầu thả cá cảnh vào. Đây là khu vực làm việc. Khu vực làm việc này thì chắc là các bạn xem ở trên stream của tôi thì các bạn cũng hiểu được, cũng thấy được một phần rồi. Từ đầu thì cái chỗ này, đây chính ra từ đầu đây là cái bàn uống nước của tôi này. Nhưng mà tôi thấy nó hơi xấu với cả là mấy cái góc này. Mấy góc này nó rất là sắc, nó như kiểu họ nẹp sắt vào ấy. Nên là tôi sợ thằng Tùng nó chạy đi chạy lại nó đá vào thì sẽ xước chân. Nên là tôi đảo cái bàn này ra đây. Từ đầu thì cái góc này nó không có bàn, nên là các bạn nhìn mấy ngày đầu tôi stream ấy thì góc này nó hơi trống. Về sau rồi tôi đảo cái đầu của con KDX xuống dưới này và tôi lắp thêm một ít đèn LED. Cái đèn LED này thì tôi tự mua tự lắp về thì trông nó hợp lý hơn. Mấy hôm nữa có con Iron Man cao 1m2 về thì tôi sẽ để trên góc này để nó cao hẳn lên trên này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Bên này thì tôi kê thêm một cái bàn. Cái bàn làm việc này thì để editor ngồi. Thỉnh thoảng có mấy cái chương trình mà ví dụ như làm talk show hay là làm cái gì đấy ở trong phòng làm việc của tôi thì sẽ có bạn và ngồi làm việc. Đây là lý do tại sao tôi để cái màn hình 21.9 ở đây. Mà 21.9 thì nó dài, nhưng mà được cái là khi mà edit video và thanh timeline nó dài, edit sẽ rất là thích. Đây tôi để thêm một cái màn hình phụ nữa. Màn hình phụ này thì Full HD thôi, còn cái này thì 2K.
2K thì làm việc nó sẽ được, tức là nó sẽ nhiều thứ hơn. Chuột thì Zowie, lúc nào tôi cũng dùng Zowie được, còn bàn phím thì chả lệch gì đâu được, chỉ có xe mà thôi. Cái ghế này thì trước Acer tặng tôi. Đấy. Đây, cái cây máy tính này là của bộ này. Cây máy tính này là cái bộ chính mà tôi hay stream để chơi game cho các bạn xem. Còn cái cây máy tính mà để live stream thì tôi để giấu ở đằng sau này. Trong này thì tôi để thêm cả Nintendo Switch với cả là PS4, tôi để giấu ở đằng sau này để thỉnh thoảng còn stream cho các bạn xem. Vẫn là cái phong cách của cái phòng làm việc cũ của tôi. Đấy là nền thì tôi sẽ treo súng, nhưng mà súng này tôi phải bỏ bớt đi khá là nhiều rồi. Tại vì cái tường này trông thế thôi nhưng mà nó lại ngắn hơn cái tường ngày xưa. Ngày xưa cái tường nó cao hơn. Cái trần nhà cũ của tôi cao 2m65 cơ mà. Còn cái này thì nó thấp hơn và tôi làm thêm cả hệ thống tủ ở bên trên này nữa. Tại sao nhà tôi nhiều tủ thế? Ui dồi, nhiều đồ quá các bạn ạ. Nên là tạm thời nó như vậy. Bên dưới này thì tôi để một cái tủ chống ẩm. Tất cả các thiết bị máy ảnh, rồi là thẻ nhớ, rồi là quay chụp các thứ đi tôi để ở bên dưới này. Đèn gầm. Hôm trước tôi còn nói các bạn có xem cái clip mà tôi lắp cây thì các bạn thấy là tôi chui gầm bàn rất là nhiều. Và thực sự là các bạn là một tuần vừa rồi từ khi chuyển nhà đến bây giờ tôi chỉ có ngồi dưới gầm bàn đấy các bạn. Không khác gì một con chó cả. Để đi dây lại cho nó gọn gàng, sau đó là lắp đèn gầm các thứ. Nhưng mà cái công sức bỏ ra thì nó cũng xứng đáng. Các bạn nhìn thấy nó gọn gàng rất là nhiều không? Nhưng mà đây nhá, là cái góc các bạn nhìn thôi. Nhưng mà nếu như các bạn ngồi xuống các bạn thử xem. Đây các bạn xem dây này. Đấy, dây dợ nó như thế này cơ mà. Muốn giấu cũng không thể giấu được. Đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm để giấu hết cái đống dây này đi rồi. Và cũng không còn một cái cách nào khác để dây nó gọn gàng hơn đâu. cái đợt biết tôi chuyển phòng làm việc mới đi, bên co xe họ cũng có tặng cho tôi một cái ghế. Ghế này là ghế bằng nỉ, ngồi thích phết, ngồi ôm lưng phết. Cái chuyện mà ngồi ghế nỉ là ghế da nó hợp lý hơn ấy, thì tôi cũng có giải thích trên stream rồi. Các bạn có thể tìm lại mấy cái talk show ấy. Nhưng mà tôi ưng cái ghế này. Và cái màu ghế này thì cũng khá là xa. Trong này thì tại vì phòng làm việc của tôi nhiều đồ quá, cho nên là ở trong này thì tôi cắt ra làm kho. Đây là cái kho. Đây tôi để tạm thôi mấy cái ba lô mà tôi hay đi công tác này. Xong bên dưới này là đồ dây dợ, đồ quay chụp các thứ, những cái thứ nào mà tôi ít khi dùng nhưng mà phải có ở trong phòng làm việc tôi thì tôi sẽ để đây. Từ từ quay lại. Cảm biến hết. Trong này thì nhà vệ sinh. Tại cái phòng này chắc chắn là sẽ tiếp khách rất là nhiều. Tôi để một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở trong này, cũng giống như ở trên tầng 6, chả khác gì cả. Một cái bồn rửa mặt này, một cái bồn để đi ỉa với cái đi đái này. Giấy chùi đít này, đấy, thế là ok rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Trên này thì loa này, mấy con thú bông. Chuyện này là của vợ tôi. Một số sách này tôi đọc ở trên mạng về, nhưng thực sự là các bạn ơi, tôi là một người ghét đọc sách vẽ trưởng nên là mẹ tôi lại thích, nên tôi cứ mua tôi để tạm đây, tôi chưa chuyển lên phòng của mẹ tôi. Nếu như ban ngày tôi sẽ kéo hết cái đống rèm này lên, nhưng mà thực sự các bạn là đây là ở khu vực tầng 2 nên nó không cao đâu. Kéo rèm lên thì cũng chỉ thấy nhà bên cạnh thôi, ít ánh sáng lắm nên là ít khi kéo, hạn chế. Kéo lên thì cũng thấy nó sao sao á. Đấy, đây là không gian làm việc của tôi. Còn bây giờ chúng ta xuống nốt khu vực tầng 1 đi nhỉ. Tầng 1 thì cũng chả có gì cả, chỉ là không gian để xe thôi. Đây có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ. Nhà sinh này thì hơi hẹp, nhưng thực ra là trong này là để vào cái chỗ máy bơm nước các bạn ạ. Ở Hà Nội này nước nó rất là yếu nên là nhà nào hầu như cũng sẽ có một cái máy bơm để bơm lên trên cái thùng nước ở trên tầng thượng ấy. Xong rồi nước nó mới xuống. Đây nó hơi hẹp với cả hơi bé một tí nên là cũng chả có gì cả. Đây là thang máy, nhưng mà thang máy này thang máy mô hình nữa các bạn. Tôi dựng lên để cho nó phông bạt một tí. Ở bên này thì chỗ để giày. Chỗ để giày với cả là tôi có treo cái tranh của bạn Phan ở trên bộ tổng PC Gaming bạn ấy tặng. Khi mà tôi treo tranh này lên, xong rồi ông thiết kế làm cái nhà này cho tôi, ông bảo là mẹ vừa vào cái nhà này đã thấy mặt chủ nhà lườm lườm, trông đã biết là khó tính rồi. Trông đáng yêu mà nhờ. Đây là chỗ để giày. Giá giết các thứ giày, tại vì đây còn nhiều đồ lắm tôi chưa kịp dọn, mà đây là đồ gỗ người ta làm lỗi này, người ta còn chưa chuyển đi này. Chắc là phải khoảng, tôi nghĩ chắc phải tháng nữa nhà tôi mới ổn định được.
Đây thì tôi làm cái bậc lên, tôi chia hẳn ra là một bên là không gian sạch và một bên là không gian bẩn. Thì tôi là ví dụ như là bạn đi ngoài đường về xong rồi giày dép bẩn ấy, thì sẽ lên đây xong rồi thay dép đi trong nhà. Đấy, còn không gian bên dưới này thì để xe. Đây tôi để một cái logo Missy mình ở đằng sau, tại vì nói thật với cả các bạn là cũng không biết được là để cái gì ở trong cái tường này cho nó đỡ trống cả, nên là thôi làm cái logo Missy đi trông đáng yêu đấy, được không, trông ổn mà nhỉ. Bình thường thì tôi toàn tắt đi thôi, nhưng mà đúng ra cái này thì cứ để, chắc là cũng để 24/24 cũng được nhỉ cho nó đẹp. đấy là tất cả những cái gì của nhà mới. Nếu như mà để khoảng một tháng nữa cho mọi thứ nó ổn định lại rồi ấy, sau đấy là tôi mới làm vlog ấy, thì nó sẽ gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn, xong rồi là nó sẽ kiểu trông nó sẽ chỉnh chu hơn. Nhưng mà nếu như mà cứ đợi mãi thì chả biết bao giờ tôi mới làm xong, nên là thôi tôi cứ làm xong cứ quay qua cho các bạn để xem những cái gì mà tôi đã trải qua trong vòng 2 tuần vừa rồi, chuyển nhà, dọn nhà, rồi là set up phòng mới các thứ. Và đây là cái thành quả của tôi sau nhiều năm làm nghề stream, suốt ngày ngồi đêm ngồi chém gió với cả các bạn. Và đây là những cái gì mà các bạn đã tặng cho tôi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và biết đâu đấy tôi vẫn còn đồng hành cùng với các bạn đến năm 60-70 tuổi thì sao nhỉ. Cảm ơn các bạn nhiều nhé, cảm ơn các bạn đã xem Missy Vlog, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với tôi trong những cái bước dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, giống như bây giờ này, chuyển nhà mới, có nhà riêng, có phòng làm việc riêng, có không gian riêng để lại phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem Missy Vlog nha. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập vlog tiếp theo. Bye bye, chào các bạn. Người cứ hỏi thăm, làm nghề đến mấy năm, dặm nhiều lắm khó khăn hay là vui mỗi ngày. Tiền nong thì dễ kiếm không, người ta nhòm ngó cũng đâu, ngoài bạn bè xa thì ai